tiệc thì còn ống nước D400. Anh Phúc trưởng Mai còn cho biết, sở dĩ anh em làm chậm trễ là do đường ống D400 bị vỡ, nằm ở độ sâu 5m, lại vướng vào hạ tầng trụ điện cao áp, cáp quang, gần sát nhà dân. Do đó, việc đấu nối gặp phải khó khăn, phức tạp kéo dài thời gian. Phải nói là, anh em công nhân kỹ thuật đã cố gắng hết mình, làm việc ngày đêm để khắc phục sự cố càng sớm càng tốt, đưa nước về phục vụ cho người dân thành phố Phan Thiết. Rất hoan nghênh tinh thần làm việc tích cực của anh em công nhân nhà máy nước Phan Thiết. Sự cố vỡ ống cấp nước D400, nếu không cải tạo thang mới sẽ gặp sự cố dài dài. Qua tìm hiểu, sự cố vỡ ống cấp nước vừa rồi là do đường ống đã có thời gian sử dụng quá lâu, gần 20 năm. Do đó, công ty cổ phần cấp thoát nước Phan Thiết, Bình Thuận, về lâu dài nếu không có kế hoạch thang mới đường ống cấp nước D400 nói trên, thì trong thời gian tới sẽ dễ xảy ra sự cố vỡ ống nước như vừa qua, là điều khó tránh khỏi. Thành phố Phan Thiết, một thành phố đông dân với dân số trên 228.000 người. Do vậy, sự cố mất nước vừa rồi đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt và công việc của nhiều hộ dân. Các bể chứa, thùng chứa dự trữ từng nhà cũng chỉ sử dụng được 1-2 ngày là hết sạch, không còn đủ nước để đảm bảo sinh hoạt tối thiểu. Vất vả nhất là trẻ nhỏ mấy ngày phải nhịn tắm, nhịn gội đầu và chỉ đủ nước để lao trong thời tiết nắng nóng. Và càng gặp phải khó khăn, vất vả hơn là các hộ kinh doanh ăn uống, nhà hàng, khách sạn. Việc nan giải nhất là đi vệ sinh cũng không đủ nước để dội, xả và phải tùy cơ ứng biến. Một số hộ phải mua nước bình về sử dụng, với giá 1 năm 2025k một bình 20 lít. Có hộ phải bỏ ra cả hàng trăm ngàn đồng mua nước cho mấy ngày mất nước vừa qua. Nước là nhu cầu thiết yếu của mọi người dân. Qua sự cố mất nước vừa rồi, thiết nghĩ công ty cấp thoát nước Phan Thiết, Bình Thuận cần có các giải pháp tối ưu để đảm bảo nguồn nước cho người dân sử dụng ổn định và lâu dài hơn.